Hôm nay em xui dữ vậy ta. Ừ, biết đâu được. Em cầm cái cô áo nào đâu, còn cái quần trắng gì đó. Cái cô đứng chính giữa. Dạ, áo cam nâu nâu, quần trắng hay váy trắng gì đó phải không? Chắc chưa? Đây là cơ hội cuối cùng nha. Dạ. Ok. Ok. Em chịu trách nhiệm nha. Dạ. Núp vô qua trên lùm cây kia đi, ngồi đi. Trời ơi là trời, được không đây? Tôi mệt rồi nha, tôi chạy theo mà tôi sức giày, sức dép hết trơn rồi. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn, chị phỏng vấn mấy em chút xíu được không? Em tên gì? Em tên Bảo Duy. Em nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 18. 18 tuổi. Đây là bạn em hả? Có ai bạn gái em trong này không? Dạ không, bạn hết. Bạn hết. Chào em. Em tên gì? Dạ, em tên Phương. Tên Phương. Mấy tuổi? 18. Rồi bây giờ chị Tường mới trịnh trọng báo cho em biết thông tin cho em là chị Tường đang làm một cái chương trình gọi là Mai Mối Cùng Người Lạ. Là cái chương trình này là chị Tường đi kết đôi làm mai mối cho các bạn trẻ. Chương trình đa số với bạn trẻ không à. Coi như là muốn tìm một người bạn khác phái để tìm hiểu quan hệ yêu đương. Thế em biết là đó giờ 18 tuổi mà đã có trải qua mối tình nào chưa? Dạ chưa. Rồi vậy bây giờ mình có muốn là mình tìm hiểu một bạn trai không? Dạ. Muốn. Là nãy giờ có một cái anh trai. Anh này là anh cũng là sinh viên năm cuối rồi. Anh học trường nhạc. Nha, à, sinh viên năm cuối thì anh cũng muốn làm bạn với em mà nãy giờ anh có theo dõi bằng camera từ xa. Thì anh thấy em anh mới nhờ chị đến đây để mà kết nối với em. Vậy em có muốn đi theo chị để gặp cái anh đó không? Dạ. Muốn đúng không? Rồi bây giờ chương trình sẽ có ít phút cho em gặp gỡ với người bạn đó để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Còn mà mình có quyết định mình có hẹn hò nhau hay không là chuyện của tụi em. Chị chỉ là cái người kết nối thôi. Dạ. Đồng ý không? Rồi, mấy bạn ơi, mình đi qua uống cà phê cũng được, mình theo mình hỗ trợ bạn mình nha. Rồi, ok, nhưng 18 tuổi, được, hợp lệ, theo chị Tường. Đây. Rồi, tới rồi, chiếc ghế đây. Ngồi vô cưng. Ok, mấy bạn ngồi đây chơi, bạn nào cũng được, cứ ngồi đi. Rồi bắt tay giao hảo cái nào, may mắn cuối ngày nè. Đây em gái đang ngồi cái bên rồi đó, bên tay trái, hồi nãy tay phải xui rồi, bây giờ tay trái cưng. Rồi bắt tay nhau làm quen cái đi nè. Rồi hỏi thăm tên tuổi trước đi, khoan mở mặt ra đánh hồi hộp lắm. Cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi vậy? Dạ 18. Từ dành cho em 15 phút nha. Hôm nay chương trình rất ưu ái cho em nha. À, có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Bắt đầu. Ô, chào bạn. À, chào em chứ. Em à, quan điểm tình yêu của em là gì vậy? Yes. Tức là em thích cái kiểu mình ví dụ như quen nhau thì em thích kiểu quen như thế nào? Thôi kệ, chờ đợi là hạnh phúc, ráng đợi thêm một chút xíu nữa để xem nhân vật chính của ngày hôm nay là ai mà để cho bà Mai chờ đợi từ nãy giờ nha. Trời đất. Wow. Xin chào chị Thương. Em hẹn với chị đó hả? Dạ đúng rồi. Oh, em tên gì? Em tên là Nguyễn Minh Hiếu. Em hiện tại là một cậu sinh viên trường nhạc. Dạ. Sinh viên trường nhạc. Dạ, vừa sáng tác rồi kiểu như hát hò các kiểu vậy. Năm nay năm mấy? Dạ năm cuối rồi chị. Tham gia biểu diễn hoạt động ở đâu chưa? Dạ có, cũng có tham gia một số show nhưng mà bấp bênh lắm chị biết rồi, ngành nghệ thuật mình mà. À, em không có kiếm được nhiều tiền bên cái mảng này nhiều lắm. Nhà em ở đâu, quê ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận. Vô đây lâu chưa? Dạ em vô đây 3 năm rồi, em xin mẹ là cho em học ngành này để em đi theo. Là vô đây là học trường nhạc luôn tới giờ đó phải dạ, không? Đúng rồi. Rồi hiện tại là sống ở đâu, sống với ai? Dạ hiện tại giờ em ở bên quận Tân Bình đó chị. Dạ em là sinh viên, em ở trọ rồi kiểu vừa làm nhạc vừa tỏ cái đam mê của mình. Thì tình trường sao? Dạ tình trường thì em yêu được một hai cô. Một hai cô quê hay trên này? Quê có, trên này có luôn. Trên này là quen được bao lâu? Dạ em quen khoảng chừng 100. Quen 1 năm, mà lý do sao chia tay cưng? Dạ cô ấy thì thật sự thì không muốn em theo ngành này đâu. Bởi vì cái mối quan hệ ở ngoài á, quá ghen tu kiểu này nọ. Em thì chỉ muốn tạo cái mối quan hệ với mọi người
một cách tốt nhất em trả lời với những bạn nữ á, kiểu như bạn không có thích em trả lời tin nhắn với những bạn nữ khác, nhưng mà em trả lời một cách rất là đàng hoàng, em không có quen, nhưng mà chị em trả lời là xưng bằng em này nọ, thì cô ấy cứ em biết yêu mà ai mà chả ghen đúng không chị, thì cô ấy thấy được cái vậy, thấy em nhắn tin với những gái khác thì cô ấy nghĩ là em quen, và cứ em một cứ mỗi lần người khác tới bắt chuyện hay là nói chuyện gì đó là cứ mỗi lần như vậy em lại giải thích, và cứ thế mà thật sự thì chuyện không có gì hết, giải thích xong rồi cô ấy hiểu ok rồi tiếp tục em lại làm như vậy. Không có giải pháp nào khác, không có cách nào khác để khắc phục được. Em thì nói thiệt em còn trẻ quá, em không biết cách giải như vậy. Cô nào cô cũng ghen rồi như vậy nữa rồi em định làm sao? Thì chắc ế suốt đời chị. Nói đùa thôi chứ thật sự có thêm khi là thứ nhất tình yêu chưa đủ lớn. Em chưa tạo được cho người ta một cái niềm tin để người ta nghĩ rằng là em là của mình, là của nhau. Là dù cho mình đã là có ai, có cạm bẫy, có bao nhiêu cái gì đó hào quang ở phía trước thì cũng không thể lôi cuốn được mình. Có thể tụi em cũng nhỏ, chưa có đủ chín mùi để nghĩ rằng là chúng ta là một cái gì đó nó rất là sâu nặng với nhau. Chứ còn tình cảm trong tình yêu khi mà mình đã sống chết với nhau, sâu đậm với nhau thì có đối tượng thứ ba cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đúng không rồi. Ai mà xen vô được cái chuyện tình của hai đứa, đúng không? Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói nếu mà nói tìm một bạn gái không xinh á thì nói xạo. Em muốn tìm một bạn gái nhìn được, ok, cũng xinh xinh chút xíu, nhưng mà đặc biệt là sẽ hiểu em, cùng nhau đi. Em sẽ tập hiểu bạn, chúng ta cùng hiểu nhau, chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ đi đến cuối con đường được. À, ngoại hình, tính cách khùng. Kiểu như lâu lâu phải pha trò, những cái trò điên gì đó, kiểu như vui, nó tạo cho mình cái niềm vui á, kiểu như như một đứa con nít, như những đứa trẻ con mà khi mình đi chơi nhau ở ngoài, mình sống ở ngoài xã hội nó quá mệt rồi. Gọi là thích cái tài lạ lạ, năng động, hơi kiểu hơi là khùng biến thái chút xíu cũng được, đúng không? Dạ. Chứ không cần phải là thùy mị đầm thắm nết na đặt đâu ngồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn là cô bé nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng suy nghĩ lại chắc chắn hơn em. Khó quá. Nhỏ hơn em làm sao? Bản thân em mà còn chưa chắc chắn. Dạ. Em muốn tuổi. Dạ, nhỏ hơn em sao chắc chắn hơn em nó được? Nó mới có sự cân bằng đó chị. Nó mới giúp anh phải làm như vậy đó, anh làm như vậy đó, thì em ý kiến vậy thôi, còn anh suy nghĩ như thế nào là chuyện của anh. Đó là giống như là tạo cho em một cái gì đó nó đi một cách an toàn hơn đó chị. Để coi hôm nay em có may mắn hay không nha. May mắn thì gặp. Thông tin của em sơ bộ là chị cũng nắm rồi đó. Rồi em đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ, em sẽ có 3 cơ hội. Dạ. Biết chưa? Biết dạ, có 3 cơ hội không? Em có coi. Em có coi rồi. Giờ á, ăn thua mình thôi. Hôm nay là một cái trong đây là gọi là mai mối, nhưng nó có một cái chút gì đó gọi là duyên tiền định là trời cho. Dạ. Cái thứ hai nó có một cái may mắn nữa, giống như là một cái canh bạc cuộc đời vậy đó. Hôm nay ra quân thắng hay thua chị còn chưa biết ha. Nhưng mà nói chung là hiểu được cái ý của em rồi. Bây giờ chị em mình sẽ đi dạo một vòng, xem là hôm nay có những cái đối tượng nào mà em có thể em chỉ định thì chị sẽ đến để chị làm quen giùm cho em. Dạ. Dao này cho em cầm đi, let's go. Em muốn tì gần lại cô áo đỏ này thử coi. Mà đi với con trai mà em chơi luôn hả? Phải không? Chắc chưa? Không biết phải bằng trai không nữa để ừ, vậy mà em chắc chưa, hay là nhiều khi nhóm bạn đi chơi với nhau thôi. Ừ đúng rồi. Rồi phải tia cô áo đỏ, tia cái anh này hoài. Không, em tia cái anh này để coi thử anh có giống là kỹ chút xíu đi, kỹ chút xíu chứ để mất một cơ hội nha. Tôi tới mà người ta nói là em có bạn trai rồi hay là tôi từ chối là mất một cơ hội nha. Rồi, ok chơi luôn chị ơi. Màu đỏ phải không? Màu đỏ. Chắc phải không? Dạ. Tôi đi nha. Em phải kiếm chỗ em núp. Núp đi. Bạn trai này gan ghê luôn, người ta đang đi có trai đi chung mà bạn ấy dẫn tia. Em. Để xem. Sao tôi nghi quá à? Tâm trạng tôi là bất ổn, nhưng mà tại bạn trai này quá tự tin cho nên tôi chiều theo ý. Hello em, chào. Chào cưng. Dạ. Chị nói chuyện với mấy bạn xíu được không? Dạ, được. Chị đang quay vào chương trình là Mai Mối Cùng Người Lạ. Có nghĩa là tụi em có coi chương trình này chưa? Có ai coi chương trình này chưa? Nói chung là hôm nay chương trình là đang còn đi tìm bạn cho một cái chàng trai. Mà bạn trai đó nãy giờ nhìn em áo đỏ này chói quá.
Bây giờ em có bạn trai chưa nữa nè? Rồi. Nếu em bao nhiêu ta? Bạn yêu hôm nay phải không? Dạ không, bạn em ở nhà. Ở vậy không, nhưng mà công nhận bạn đó hay. Cái bạn đó là thấy đi tụi em đi chung là có bạn trai luôn. Mà chị đã nói rồi, coi chừng bạn trai của người ta đó. Nhưng mà bạn đó nói bạn này, nhìn vô đoạn đó, bạn này không phải bạn trai. Rồi xong phim. Cảm ơn cưng, cảm ơn cưng. Ngó lên trời, trời cao không có thấu. Mặc dù bạn trai đó không phải là bạn trai của cô gái kia, nhưng mà cô gái kia cũng đã có bạn trai rồi, bạn trai đang ở nhà. Như vậy là em ấy đã mất đi một cơ hội rồi đó quý vị. Không nghe lời tôi, cái cảm giác tôi bởi đây thích chói chói, thấy trưa nắng màu đỏ. Ê, nhưng mà cô gái màu đỏ đó mặc dù bịt mặt nhưng rất dễ thương nha quý vị. Có bạn trai rồi. Em đón y chang mà. Thôi đừng có xạo, hồi nãy em nói là người ta chưa có bạn trai. Tào lao. Em đón y chang. Một cơ hội đã đi qua rồi em à. Em đang thử vận may của mình 50-50. Tìa đi, tìa tiếp đi. Ê, ê, ở đằng kia có mấy cô ngồi, ba cô ngồi ngoài kìa. Đâu để em tìa lên. Tìa coi. Trời ơi, cô có thấy, cái thấy ông ngồi tìa gái kìa. Coi kỹ coi. Có ba em phải không? Em thực hiện cái biện pháp nghiệp vụ của em. Đừng có gần quá. Em thấy rồi. Bé áo đen hả chị? Áo đen phải không? Mày lộ liễu quá. Về chỗ đi. Về chỗ đi rồi tôi đi cho. Chắc chưa? Chắc. Trời ơi sao xảy được. Có người ta có bạn trai rồi luôn đó. Có bạn trai thì xui. Bình tĩnh nó bàn lại chiến thuật coi nè. Một lần rồi nha. Một lần rồi. Suy nghĩ cho kỹ, mất một lần rồi. Giờ theo chị sao? Chiến thuật của hai chị em mình sẽ như thế nào? Về sau. Là em vẫn muốn cái bạn áo đen đó đúng không? Chắc chưa? Dạ. Rồi chị đi nha. Chờ chị. Yeah. Bây giờ ta đi lần hai. Hello, chào hai em. Chị xin phỏng vấn em vài câu được không? Dạ được. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Mai Thi. Nguyễn Mai Thư. Mai Thi. Nguyễn Mai Thi. Chị là tên là Cát Tường. Chị đang đi làm một cái chương trình gọi là chương trình mai mối. À, hồi đó giờ là chị hay làm những chương trình mai mối. Em có khi nào coi chương trình của chị không? Có một thân rồi. Cái chương trình này nó cũng khá mới. Mai mối này không phải là mai mối ngồi quay ở trong phim trường hay trong quán ăn, mà là mai mối ở ngoài đường. Đó, mai mối cùng người lạ. Thì hôm nay á, nhiệm vụ chị Tường á, là đang làm mai mối cho một cái anh kia. Nãy giờ anh kia anh từ xa anh nhìn, anh thấy em, anh rất là thích em. Chị tới đây để hỏi thăm thông tin của em. Trước tiên là chị hỏi em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa có bạn trai. Dạ. Anh kia anh có một món quà gửi tặng em. Bây giờ chị tặng em món quà của ảnh ha. Để em xem cho em có nguồn cảm hứng rồi em đi cùng chị, được dạ, không? Dạ, ok. Bài hát này là ảnh mới vừa sáng tác đêm qua. Đó, em bật em nghe. Bấm vô đó. Mới tức thì và ngồi thu ngay tại chỗ luôn. Tình cờ em đến nơi đây, đưa anh vào cơn say. Xin hứa sẽ mãi yêu em đến khi già đua. Em là thiên thần đó, em là đàn thơ đó, là tia nắng ấm áp chiếu sáng soi vào tim của anh. Nắm tay anh đi cùng anh đòn đường phía trước, tìm những điều mà mình ao ước. Ngắm bên không khi nào nghe xong bỏ chạy luôn. Mỗi khi em thấy lòng này buồn chán, phiêu du đất trời mong muốn. Hoa thành kẻ lãng du vi phu ở giữa mấy ngàn, cho đến khi ngày tan. Hay sao, quá sao, sao? Hay sao? Giọng hay quá. Người ta học sinh viên năm cuối trường thanh nhạc mà. Cho nên là hay là đúng rồi. Còn trước giờ có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ năm mối tình. Dạ năm mối tình. Năm mối tình. Thật là tuổi trẻ tài cao. Bây giờ em có muốn có cơ hội đi với chị Từ tới gặp làm quen với anh này không? Dạ đi thử. Đi thử. Đi luôn. Chơi. Đi. Người ta năm mối tình rồi. Tới rồi, tới rồi. Rồi,
Xin mời hai bạn tự mở mặt nạ và tự trò chuyện với nhau. Trời ơi, mở lẹ dữ vậy. Chào bạn. Cho hỏi bạn tên gì hả? Tên là Mai Thi. Em thấy anh sao nè? Dễ thương. Nhìn dễ thương hả? Cảm ơn em, nhìn em quá trời xinh luôn. Em có thích âm nhạc không? Dạ, thích lắm luôn. Em thích thần tượng nào? Nếu như bọn Hàn Quốc cho em thích BTS với lại Blackpink. BTS với Blackpink, còn Việt Nam? Việt Nam thì em chỉ nghe thấy nhạc hay nghe, chứ em không có idol anh. Anh thì anh thích gì tượng? Rồi bây giờ anh sẽ hát tặng cho em một đoạn nhạc được không? Em thích nghe bài của anh viết hay là... Bài anh viết. Bài anh viết đúng không? Nhưng mà nhạc buồn được không? Biết là những yêu thương này sẽ theo gió theo mây và trôi xa chốn đây. Đâu ai đứng đợi mình mãi, đâu ai đứng chờ mình mãi. Khoác khẩu súng trên vai và mãi hy vọng về một ngày mai em sẽ trở về bên anh. Dù đó chỉ là một giấc mơ mãi ở anh. Anh đang bị khan giọng cho nên đang... Ừ, cảm ơn em. À, còn đoạn rap nữa mà hiện tại giờ anh rất khan giọng. Ok. À... Say đó. Trời ơi. Ê, hôm nay trời thời tiết đẹp không? Trời ơi. Thời tiết đẹp không? Đẹp. Nắng đẹp quá ha. Nắng gắt nhưng mà em cảm thấy nó đẹp. Chị chia buồn với em. Sao chị? Tại vì bạn Thi với em là cuộc trò chuyện này không hợp lệ, không thể được. Lý do chị? Lý do là chương trình của chúng ta là chương trình mai mối, tìm hiểu để mà tiến tới một cái gì nó xa hơn, để tiến tới một cái là hôn nhân gia đình. Tại vì đây là một cái chương trình mai mối nghiêm túc. Nhưng mà tuổi em Thi mới có 16 trăng tròn. Trúc quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu. Rồi em chơi với bạn của mình lâu chưa? Dạ cũng lâu lắm luôn. Lâu là bao lâu? Thân không hiểu hết, tánh tình nhau không? Cũng không hiểu cho mấy. Tại vì lâu lâu mới gặp thôi vậy. Rồi Trúc có cái tánh xấu gì không? Mày này bé tên gì quên rồi. À, Thi có tánh xấu gì không Trúc? Dạ cũng ở vừa bộn tí thôi chị. Bừa bộn có nghĩa là không ngăn nắp á hả? Ồ, thì chắc cũng còn nhỏ, tụi em nhỏ mà. Năm nay là Trúc nhiêu tuổi? Dạ em 16 tuổi. 16 tuổi? Ủa vậy là Thi nhiêu tuổi? Dạ Thi cũng bằng em luôn. Vậy là hai đứa đang làm gì? Dạ em đang học sinh về lớp 10 đó chị. Trời ơi, nghe tin như sét đánh ngang tai. Lớp 10, 16 tuổi là nhỏ hơn con tôi nữa, làm sao mà mai mối được. Không được rồi, phạm quy rồi. Mà nhìn hai đứa nhỏ có vẻ nó trò chuyện dữ quá. Phải ngăn cản lại thôi, không thể nào được. Em học lớp 10. Em học lớp 10 á. Có nghĩa là chưa có đủ tuổi để tham gia chương trình. Dạ. Chị vừa mới phỏng vấn bạn của Thi nên chị đã gọi là rất là tan nát như buồn cùng em. Cảm ơn bé Thi đã đi theo chị Tường. Nhưng mà tuổi của bé Thi mới có 16 tuổi thôi, không có thể nào mà hẹn hò mai mối rần rần như vậy được. Ba mẹ ở nhà coi sẽ rất là buồn. Bây giờ mình phải lo học hành. Xin lỗi hai bạn. Nha, không có được. Cho nên là cảm ơn em. Nhưng mà đừng có nghe lời dụ dỗ của bạn này nha. Nè cưng nha, cảm ơn cưng, đi về đi học thôi. Đi về đi học thôi. Buồn hết sức. Hai cơ hội đã trôi qua, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Không biết hôm nay em ấy có may mắn hay không. Sao cưng? Xin thiệt. Nhưng mà con ta mới có 16 tuổi hà. Nói chuyện dễ thương đó. Không có được, tuổi đó tuổi đi học. Dạ thì để em biết yên mà đi. À, chương trình này phát sóng là mình phải mang tính giáo dục, yêu đương trong trắng đúng lứa tuổi. Còn 16 tuổi là phải lo tập trung học hành. Cơ hội cuối đúng không chị? Cơ hội cuối rồi. Cuối cùng rồi em ơi. Nhìn cho kỹ nha, nhóm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Có thanh niên nha. Coi chừng anh đó là một trong bạn, là bạn trai trong ba cô đó đó. Bây giờ em chọn cô nào?
Hôm nãy em xui dữ vậy ta. Ừ, biết đâu được. Em chọn cái cô áo nào? Nào, còn cái quần trắng gì đó. Cái cô đứng chính giữa. Dạ, áo cam cam, cam hơn, cam nâu nâu, quần trắng hay váy trắng gì đó phải không? Chắc chưa? Đây là cơ hội cuối cùng nha. Dạ. Ok. Ok. Em chịu trách nhiệm nha. Dạ. Núp vô qua tên lùm cây kia đi, ngồi đi. Trời ơi là trời, được không đây? Tôi mệt rồi nha, tôi chạy theo mà tôi sức giày, sức dép hết trơn rồi. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn, chị phỏng vấn mấy em chút xíu được không? Em tên gì? Em tên Bảo Duy. Em nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 18. 18 tuổi? Đây là bạn em hả? Có ai bạn gái em trong này không? Dạ, không, bạn hết. Bạn hết. Chào em. Em tên gì? Dạ, em tên Phương. Tên Phương. Mấy tuổi? 18. Rồi, bây giờ chị Tường mới trịnh trọng báo cho em biết thông tin cho em là chị Tường đang làm một cái chương trình gọi là Mai Mối Cùng Người Lạ. Là cái chương trình này là chị Tường đi kết đôi làm mai mối cho các bạn trẻ. Chương trình đa số là bạn trẻ không à. Coi như là muốn tìm một người bạn khác phái để tìm hiểu quan hệ yêu đương. Thế em biết là đó giờ 18 tuổi mà đã có trải qua mối tình nào chưa? Dạ chưa. Rồi vậy bây giờ mình có muốn là mình tìm hiểu một bạn trai không? Dạ. Muốn. Là nãy giờ có một cái anh trai. Anh này là anh cũng là sinh viên năm cuối rồi. Anh học trường nhạc. À, sinh viên năm cuối thì ảnh cũng muốn làm bạn với em, mà nãy giờ ảnh có theo dõi bằng camera từ xa thì ảnh thấy em, ảnh mới nhờ chị đến đây để mà kết nối với em. Vậy em có muốn đi theo chị để gặp cái anh đó không? Dạ. Yeah. Muốn đúng không? Rồi bây giờ chương trình sẽ có ít phút cho em gặp gỡ với người bạn đó để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Còn mà mình có quyết định mình có hẹn hò nhau hay không là chuyện của tụi em, chị chỉ là cái người kết nối thôi. Dạ. Đồng ý không? Rồi mấy bạn ơi, mình đi qua uống cà phê cũng được, mình theo mình hỗ trợ bạn mình nha. Rồi ok, nhưng 18 tuổi được, hợp lệ, theo chị Tường. Đây. Rồi, tới rồi, chiếc ghế đây. Ngồi vô cưng. Ok, mấy bạn ngồi đây chơi, ngồi đây chơi, bàn nào cũng được, cứ ngồi đi. Rồi, bắt tay giao hảo cái nào, may mắn cuối ngày nè. Đây, em gái đang ngồi kế bên rồi đó. Bên tay trái, hồi nãy tay phải xui rồi, bây giờ tay trái cưng. Rồi bắt tay nhau là làm quen cái đi nè. Rồi hỏi thăm tên tuổi trước đi, khoan mở mặt ra đánh hồi hộp lắm. Cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi vậy? Dạ 18. Từ dành cho em 15 phút nha, hôm nay chương trình rất ưu ái cho em nha. Có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Bắt đầu. Ô, chào bạn. À, chào em chứ. Em quan điểm tình yêu của em là gì vậy? Yes. Tức là em thích cái kiểu mình ví dụ như quen nhau thì em thích kiểu quen như thế nào? Em ấy là kiểu như quen là sự thích một cái cách là luôn luôn ở bên nhau, hoặc là bận bộn những công việc rồi những cuối tuần thì gặp nhau. Dạ thì em thích cuộc sống riêng nhưng mà vẫn có sự quan tâm với nhau. Em muốn anh gửi cho em một món quà như thế nào? Món quà gặp đầu tiên. Anh có thể hát tặng em được không? Dạ được. Khác sau một bóng hình, làm sao anh yêu thêm được ai? Và giờ anh đây nhìn về phía mặt trời nồng, cố quên đi được cánh hồng mà vẫn cứ mông lung trong đầu. Cánh hồng đi xa, đôi mi anh ước nóng nóng. Âm mưu bầu trời phía xa xăm, âm mưu nỗi buồn nhớ trong tâm. Ký ức vỡ nát từng ngày, con tim anh sẽ áo gầy. Em ơi đừng vội đi xa anh, em ơi hồng tàn sẽ rất nhanh. Người ta có thương em nhiều như anh không? Anh hay, hay à. Cảm ơn em. Thấy em ngại ngùng quá à. Nói giờ em chưa nói chuyện với cha, con cha bây giờ.
sao rồi? Nãy giờ tâm sự tới đâu? Tôi nghe hát không mà tôi chưa nghe nói chuyện. Nè, giới thiệu với em. Em gái chưa có mối tình nào. Nhỏ đó mới còn đi học thôi. Cho nên trước khi chị dắt tới đây, chị giới thiệu với em là chị đã dặn dò rồi. Có nghĩa là mình tìm hiểu một cái mối quan hệ để giúp đỡ nhau trong cái học tập, trong công việc. Chị giới thiệu anh này là sinh viên năm cuối, có thể giúp đỡ em trong việc học tập. Đó, một cái tình yêu nó trong sáng vừa đúng với lứa tuổi. Thế thì không biết nãy giờ là hai bạn đã trò chuyện hỏi được gì rồi, nãy giờ em hỏi dặn chưa? Em hỏi đủ. Hỏi đủ rồi hả? Hỏi nhiêu là đủ đó hả? Rồi rồi em hỏi đủ chưa? Em có hỏi quá trời. Có thể em né ra chút xíu, chị nói chuyện với em gái vài câu được không? Chị phải tư vấn riêng, được không? Dạ. Rồi, mời em qua bàn kế bên chút xíu. Thì hồi nãy giờ nói chuyện cũng ít phút thôi ha, tại vì thật ra chương trình thời gian không có nhiều. Nhưng mà em cảm nhận, bản thân em cảm nhận về cái anh này như thế nào? Tác hay ha, sao tác hay á, chị nghe chị còn khoái nữa. Thì giống như hồi đầu chị chia sẻ với em vậy đó, thì bây giờ chương trình này là chương trình mai mối cùng người lạ. Thì là chị là đã coi như là mai mối là thành công rồi đó, chị dẫn hai bạn được gặp nhau. Còn cái quyền quyết định mà có đồng ý để mà cho nhau có cơ hội hẹn hò hay không, đó là cái quyền của em. Đúng chưa? Bây giờ thì chị sẽ mời anh đó vô. Em đã từng quen một bạn kiểu như cũng mới đầu cũng gặp, cũng hiện vậy đó. Rồi xong quen thì em lại cảm giác sẽ gặp lại những chuyện mà em đã từng trải. Gì vô duyên vậy? Ngồi xuống coi. Gì vô duyên vậy? Là sao? Tức là bạn mới 18 tuổi mà bạn chưa quen một mối tình nào hết. Thì khi mà em á thì lúc đầu em đã chia sẻ với chị rồi là em có quen, mà cũng mấy bạn nữ đó cũng vì vấn đề em học ngành nghề này nè, giao lưu này nọ thì bạn sẽ ghen nhiều. Ghen tuông phải không? Dạ, là rồi. Mệt phải không? Dạ. Coi như là hôm nay là đó chính là hẹn hò mai mối là em từ chối cái cơ hội này. Dạ, nhưng mà em là bạn đi anh, em lớn hơn, coi như trước mắt là một người anh. Một người anh. Em cứ qua tặng món quà và em phải nói thật lòng giống như em nói với chị là không, chứ không để hiểu lầm. Đây là mình là không có hẹn hò nhau. Để cho em tập trung vào cái chuyện học của em, nói sao cho bạn ấy không có tổn thương. Rồi trong cái công việc học hành em có cần gì thì em cứ là liên lạc anh sẽ hỗ trợ cho em, đúng không? Rồi. Đi. Xin chào bạn. Thôi, cho bạn nữ học. Kiểu bây giờ trước mắt á, mình không thể nào mà đến thẳng mối quan hệ là quen nhau được. Thì bây giờ mình sẽ giữ liên lạc với nhau. Bạn mới 18 tuổi đúng không? Anh học cao hơn em. Thì có gì trong việc học tập em cần hỏi anh điều gì đó thì ok, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu anh giúp được. Rồi việc em thích chơi đàn thì nói anh sẽ chỉ. Kiểu như bây giờ anh sẽ muốn là một người anh trai trước tiên đối với em. Nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới. Còn nếu không hợp thì vẫn là những người bạn, vẫn là người anh trai có thể chở che cho em những lúc em cần ha. Em luôn vui nha. Ok, anh sẽ tặng cho em. Cảm ơn em. Có buồn không vậy? Không. Ok, vẫn là anh trai của em mà. Được chưa? Nó hết chưa? Thật sự là tại vì hồi nãy bạn ấy chọn, chứ mà chị tới mà nghe em mới 18 là chị cũng chưa muốn làm mai làm mối nữa. Cho nên là ý của anh trai là giống với ý chị, để cho em tập trung học là tốt nhất. Đó, đây cũng là một bạn trai tốt đó, không có muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của em. Rồi mời hai bạn đứng lên. Ngồi nữa lấy số liên lạc với nhau ha. Rồi có gì thì giúp đỡ hỗ trợ nhau. Cảm trước tiên là cảm ơn bé gái nè, cảm ơn cưng đã dành thời gian nè, đang đi chơi với bạn bè, nguyên nhóm bạn bè đang đi uống trà sữa chụp hình đó mà dành thời gian cho chị Tường. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn riêng em á là hôm nay là coi như mình không may mắn, đúng không? Nhưng mà cũng đã trải nghiệm, đó là ý trời, em hiểu không? Hình như ông trời cũng muốn em tập trung lo cho sự nghiệp, cho nên chị nghĩ là hai bạn tập trung dành thời gian cho cái việc học cuối năm của mình. Em đeo đuổi cái ước mơ của em thì thật sự nãy giờ em gái cũng khen, mà ngay bản thân chị cũng rất là có cảm xúc khi mà nghe những bài hát. Thứ nhất là cái lời sáng tác của em trong bài hát, cái từ hoa văn, có hoa từ á, cái mỹ từ của em nó rất là đẹp. Cái thứ hai là cái chất giọng của em cũng rất là truyền cảm. Thì mặc dù hôm nay mai mối về tình duyên thì không thành, nhưng mà chị xin chúc em là luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn làm cho cái ngọn lửa đam mê trong lòng mình lúc nào cũng phải rực vậy đó. Để mà thành công có những cái hoài bão, và đặc biệt đây là một chàng trai rất có hiếu, hãy cố gắng thành công thì mới có đầy đủ điều kiện kinh tế sau này lo cho bạn gái, và đặc biệt là báo hiếu với mẹ của mình. Cảm ơn vì em đã đến với chương trình. Rồi cảm ơn hai cưng nha.
Kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay công việc mai mối của Tường thì là không có thành. Nhưng mà Tường cũng rất là vui vì ít ra cũng giúp được cho các bạn trẻ trải nghiệm một cái ngày thật là tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm đẹp dành cho các bạn ấy.